1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nên. Xin chào tất cả anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay một mẫu vàng cực kỳ là cao cấp đến từ thương hiệu ETC Pro Audio sẽ được Thế Anh Audio giới thiệu cho anh em. Đây là 5 chiếc vàng đầu tiên em giới thiệu trên thị trường Việt Nam và hàng này hàng cực kỳ chất lượng đến thương hiệu ETC Pro Audio nhá. Và ngay ngày hôm nay bên em sẽ giảm giá cho các bác 5 chiếc đầu tiên, cũng như sẽ có những cái phần quà để cho anh em mua hàng những chiếc vàng đầu tiên nhá, tặng miễn phí những bộ pin sạc trị giá 200.000, 190.000. Đấy, bên em sẽ tặng miễn phí cho anh em, và giá thì ngày hôm nay giá ưu đãi cho các bác 5 chiếc đầu tiên với một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Thì trước khi vào video, anh nào chưa đăng ký kênh chưa like, hoan hỉ cho bên em xin một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Em sẽ giới thiệu chi tiết một dòng vàng cao cấp này. Anh em nhớ tránh trường hợp anh em tua đi tua lại thì anh em sẽ theo dõi video đầy đủ nhá, tránh trường hợp cứ tua đi tua lại rồi lại hỏi. Đấy, video này sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là báo cho em một mức giá cực kỳ là tốt ở cuối video và sẽ có phần quà tặng cho em. Đấy, 5 chiếc đầu tiên thôi ạ. Thì thiết kế đây, đầu tiên phải nói về thiết kế rất là đẹp, size của nó là size 1.5U. Những chiếc vàng size 1.5U thì luôn là những cái dòng vàng em săn đón, đúng không ạ? Đấy, size 1.5U, size dày. Đấy, rất là khủng, màn hình to ở giữa này. Đấy, màn hình hiển thị đầy đủ các thông số, anh em thấy ấy. Thông số đây, anh em có thể tăng giảm. Đấy, nó sẽ hiển thị số rất là to cho các bác nhé. Nhất là các bác lớn tuổi thì những chiếc vàng này nó điều chỉnh thông số như này thì anh em rất là dễ nhìn, đúng không ạ? Và màn hình to này nhá, anh em thấy là xung quanh này chạy đường phay nhôm này cực kỳ là sắc nét, cực kỳ đẹp màn hình hiển thị đây. Đấy, và một dòng vang cơ lai số thì nó rất là dễ chỉnh, anh em đều biết rồi. Thì anh em có thể chỉnh ở đây bát chung và chép của mic này, bát chung và chép của nhạc này, phần này phần cắt súp. Đấy, có cắt súp trực tiếp trên những chiếc vang này. Và phần này có phần delay trái, delay phải, repeat để có phần echo. Và dì vật riêng biệt thì có dì vật time, dì vật von và cắt tần số dì vật. Phần này phần chỉnh equalizer của effect, tại bass và chép của effect. Đấy, cực kỳ là hay, cực kỳ chi tiết cho anh em. Và khi anh em chỉnh nhá, đây bất kỳ anh chỉ cần lấy cái tuốc lô vít nhỏ hoặc là cái móng tay này, anh em chỉnh vào đây thì nó sẽ hiển thị tất cả số ở đây. Đấy, anh em vặn thì nó sẽ hiển thị số ở đây, anh em có thể thấy. Thay đổi số hoàn toàn trên này. Cực kỳ là chi tiết cho anh em luôn. Đây. Tăng lên hoặc giảm đi. Đấy, em dùng móng tay hơi bị ấy một chút. Đây em sẽ quay cho anh tăng lên. Đấy, tất cả chỉnh thì anh em hiển thị số, xử lý tiếng bằng số. Và con này sử dụng chip này, chip DSP xử lý tiếng bằng số, cực kỳ là hay cho anh em nhá. Đấy, thiết kế là size 1.5U. Và dòng này sẽ vẫn trang bị cho em một chiếc điều khiển từ xa. Đấy, đấy đầy đủ các cái tính năng cho anh em là tăng giảm của mic này, tăng giảm effect, tăng giảm của nhạc, và điều chỉnh các cổng kết nối bằng input này. Và các cái chức năng tiếp theo là vocal này, priority này, hay là FX bật tắt chống hú. Đấy, trên chiếc điều khiển từ xa này cực kỳ là cao cấp. Hàng này là hàng chính hãng đến từ ETC Pro Audio. Đây có tem đây, tem QR code của nhà sản xuất cũng như tem bảo hành điện tử của sản phẩm. Đấy, đây đằng sau của nó đây, những chiếc vang size dày này thì anh em săn đón cực kỳ là nhiều. Đằng sau của nó thì các đường vào, anh em có thể có cổng quang, có Bluetooth này, cổng quang ở đây. Đấy, Bluetooth này có đường COA, hoặc là đường vào bằng hoa sen, anh em có thể để AUX1, AUX2. Đường ra thì có hai đường ra chính bằng calon, NAUT và RAUT anh em nhé. Và có đường ra bằng hoa sen, và đây cũng có đường ra súp bằng calon và hoa sen, đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, con này có thể ra hai súp bằng hoa sen. Đấy anh em nhé, lưu ý là có thể hai súp, rất là cao cấp. Một dòng vang rất là đẹp, thiết kế đẹp và tính năng thì thật sự là đầy đủ hết cho anh em. Đây các cổng kết nối em có thể thay đổi. Em có quay nhá. Đây hiện tại là AUX2 này, anh em bấm này. Thì là cổng scan này sẽ BT scan, nó sẽ là cổng Bluetooth này. Anh em thay đổi bằng các input này. Optical này. Đây là đường COA này, đường AUX1, AUX2 đầy đủ cho anh em, cũng như là bật tắt chống hú đây, tắt đi, bật lên. Đấy, đầy đủ. Còn đây chế độ chơi USB, anh em cắm USB vào đây thì điều chỉnh qua bài, tạm dừng này, lùi bài, qua bài. Đấy, đầy đủ. Và đây là ba lúm vặn điều chỉnh. Tăng giảm của effect này, tăng lên, giảm đi. Tăng giảm của mic, tăng lên giảm đi, và tăng giảm của nhạc. Đấy, rất là chi tiết và cực kỳ hay cho anh em nhé. Đấy, và đây em sẽ test cho anh em nghe ngay những chiếc vang cơ đai số size dày này. Em lưu ý đây là dòng vang cơ đai số size dày cực kỳ cao cấp, vừa mới ra mắt trên thị trường. Đây là 5 chiếc vang đầu tiên được Thế Anh Audio sẽ giới thiệu cho anh em, và sẽ bán giảm giá ngay những chiếc này. Đấy, đây em sẽ test cho anh em nghe một đoạn nhé. Một
đoạn karaoke anh em có thể nghe trực tiếp từ chiếc vang này, cực kỳ hay. Con này có echo và dì vợt riêng biệt ạ nhá. Nàng như mơ hồng pha ước giấc theo họ theo những ngày dài, cuộc tình đi qua trong em mà bao tiếng người trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cây rụng rơi làm vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã sự em là không được hay, không được hay, nhưng dòng vang cơ đai số này em sẽ bao chất âm, tiếng nhạc và tiếng mic cực kỳ là hay. Đặc biệt là con chip xử lý của tiếng của Mỹ này, DSP trang bị trên con vang này thì xử lý tiếng cực kỳ hay. Và phần mic của nó nhá, phần karaoke có echo và dì vợt riêng biệt cho các bác, cũng như là có chế độ chống hú. Đấy, bật tắt chế độ chống hú rất là tuyệt hảo cho anh em luôn. Dòng vang size dày như này, về thiết kế thì không thể chê vào đâu được, thiết kế rất là đẹp, size dày, màn hình hiển thị rất là to. Và đặc biệt ngày hôm nay, 5 chiếc đầu tiên bên em sẽ giảm giá ngay cho các bác, cũng như là sẽ có những phần quà đầu tiên tặng cho các bác nhé, để các bác mua hàng. Đây, em sẽ tặng cho em là một bộ pin sạc đến thương hiệu Double Pow. Đấy, với dung lượng pin 4 quả pin, dung lượng là 1200mAh. Đấy, cũng như một đốc sạc rất là cao cấp đến thương hiệu Double Pow, hàng chính hãng. Anh em có thể sạc đi sạc lại và sử dụng cho những bộ mic không dây của anh em rất là lâu, hoặc là sử dụng cho những chiếc điều khiển tùy anh em. Đấy, tặng miễn phí cho anh em, giá trên ngoài thị trường con này là 190.000 một bộ pin sạc nhưng ngày hôm nay nhá, bên em sẽ tặng miễn phí cho các bác. Và giá ngày hôm nay, giá cung cấp cho anh em những chiếc vang cơ đai số này thì thật sự anh em là không thể chỗ nào rẻ hơn được. Đấy, ngoài thị trường những cái dòng vang này, hãng anh em có thể xem nhá, hãng ETC bán những dòng vang này là hơn 4 triệu, 4 triệu 2 hay là 4 triệu 3 em không nhớ rõ đâu. Nhưng ngày hôm nay nhá, em sẽ giảm giá 5 bác đầu tiên, 5 chiếc vang đầu tiên với một mức giá thì giật mình cho anh em nhá, anh em không nghe nhầm, chỉ có 1.500.000 bên em bao ship cho em và tặng cho em một bộ pin sạc, ok chưa ạ? Anh em không nghe nhầm nhá, 1.500.000 bao ship, tặng jack kết nối và tặng thêm cho anh em một bộ pin sạc. Em mua hàng nhắn tin số em chốt vang ETC hoặc chốt vang D8000. Đấy, số tòa em 0984 896 799. Đấy, chốt vang D8000 hoặc chốt vang ETC D8000, 1.500.000 bao ship, tặng dây jack kết nối và tặng thêm cho em một bộ pin sạc trị giá 190.000. Không ở đâu có những cái giá mức giá mà hấp dẫn như thế anh em đô ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì anh em theo dõi video nhé, tiếp tục ủng hộ thế anh em đô, hoan hỉ bỏ ra 3 giây nhá, cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thế anh em đô ạ. Xin thân ái chào tạm biệt anh em.